Ui, ui, mắt đi cơ. Con cơ. Gì ơi? Mình mang giả đi. Hả? Này. Ừ. Cái gì đấy? Thịt, 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 thịt. Có lương thực rồi. Cầm cầm để tao lên xem nào. Đi cầm xuống. Lấy. Cầm lấy. Có lương thực rồi. Anh biết chỗ này bao nhiêu tiền không? Em bán được cua nhá. Này. À. Chỗ này nhá. Cua có 200 nghìn thôi mà em lừa khéo nhá. Em bảo là cua của anh em mình là cua tần cua đỉnh thôi. Thế là chỗ này thì được mấy lạng? Chỗ này bà ấy bảo là 350 đấy. Mày không phải điều. Chẳng thế. Ui giời, tao nghi lắm. Ừ. Hay là lại lấy tiền thừa à? Mà cái chậu tao đâu? Chậu đâu? Đấy rồi. Tao nghi lắm, đưa cho tao thử. Này, lúc có cái kỷ gì anh đừng tao không biết, tao không biết. Tao nghĩ thấy, tao mày. Nhìn thấy mặt mày gian gian rồi. Không phải vu oan những người có tôi mày... là... À, thế thì chắc... Không phải vu oan những người không có chợ đâu. Chắc chắn là có tiền không rồi có. Được, thế không có sao, không cho tao lúc. Cứ để em lấy cho. Nào, lấy đi, nào, tao giữ tay. Đây, một tay lấy là được rồi. Để em lúc cho. Đây. Đây, nè. Túi đằng sau. Đưa lên tao. Đây, không phải dinh dinh là tụi quần nhé. Vào túi bên kia nữa. Đây. Bên đây. Không có mà. Thế mày bị ngu rồi. Tí về đòi ngay tao cái chậu. Đòi được đấy. Thôi được, tạm tạm. Thôi đi xuống lên nướng thôi. Ba đấy bảo là dịch bệnh, cái này nó đắt lắm. Đắt cái gì, cái này 50. Tan thịt nạc cái này. Nướng, 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 nướng. Xuống em phải nướng. Lừa là. Nướng Dubai, nướng Dubai. Là của ba đấy đều. Thôi được, mình ăn chán cái kia rồi cho bà ăn cua, ăn cá, mình ăn thịt cũng được. Thế thì đỡ em. Nhiều xương ấy. Sao? Đỡ em. Mày thích xuống kiểu gì thì mày xuống. Không này. Xuống được. Ừ. Mày đi đằng này. Tao xuống trước. Đi đâu mang theo cái điếu. Bây giờ nếu mà nếu mà để mà nói để mà nướng cái tảng sườn này ngon ấy, bây giờ anh em mình sẽ đốt lửa hơ như kiểu xong rồi rắc muối. Ừ. Còn đơn kiểu là thứ bay anh nhỉ. Mọi người sẽ thấy được vị ngon của hương khói. À, tí nữa sẽ nướng thắt á. Rồi. Nói chung là hương khói một tí thôi cho nó vàng. Tí nữa gắp mới sướng. Tí nữa quết gọi là ít nước nước gọi là gì thần thánh nhỉ? À? Nước sốt thần thánh vào. Ui. Mới cả rát rãi, rát vàng vào. Nói chung là sắp mà tối rồi, tối nay anh em mình sẽ ở đây. Tí nữa mình sẽ review lại cho mọi người xem quả biệt thự của anh em mình xem là nó có gọi là bẩn như mọi người nghĩ không? Không hề bẩn một tí nào, sạch sẽ kinh điển. Mọi người bảo đây là nước ống cống á. Nước này còn sạch hơn là cái nước các bạn đang dùng ở Hà Nội. Đúng rồi, nước này là đường núi xuống ấy. Đấy. Ở bị chuẩn đấy, người ta còn lấy đầy cái mạch nước ở trên kia người ta dẫn về người ta ăn nữa. Mai tao lấy vàng làm sườn nướng rát vàng nhá. Anh lấy đâu vàng? Ui, mình có hai cái nút vàng ấy cạo ra mà rắc. Hỏng đấy. Ta lưa. Quay không? Quay không? Ui xa. Thì nó xe lên. Xe không? Ui thôi. Ngon đấy. Wow, chắc. Ui, để em quét đấy nhỉ. Đây. À, em quét cái quả này giòn rộp luôn. Đây cho mọi người xem đã. Ui. Thấy chưa? Ngon chưa? Mọi người thấy thế nào? Thơm lắm rồi đấy. Kinh điển chưa? Nào, quét cái này lên tí nữa ăn nó mới phơi. Đây, nước sốt huyền thoại. Nước sốt thần thánh ấy. Nào. Quét hết vào nhá. Ui, nhìn nó mọc nha. Đấy, bên này nữa. Anh thấy em đỉnh không? Đi đổi không? Kinh không? Nói chung là mày bị thiệt đấy. Thiệt gì mà thiệt. Nói chung là mình chán rồi thôi. Nói chung là cũng được, tạm được. Lần ba sau... con cua chết giết vì em lừa. Lừa. Chẳng thế. Mày. Cua đâu bỏ 200.000 xong bà đấy bảo là 250 nhá. Mày là em nhanh ý em đi nhanh nên không bà đòi lại. Đòi lại. Rồi chuẩn bị nhá.
cái lửa mỡ này nó sẽ lên. Úi xà, bông rù chuẩn bị chín rồi mọi người ạ. Và cũng sắp tối rồi, đến giờ ăn tối luôn đấy. Hôm nay có ăn khuya không nhỉ? Thôi thế thôi, thế thôi. Có chứ, ăn chứ. Đấy. Ui, bốc hơi. Ui, rớt dãi chưa? Có đã ngon. Từng rớt dãi chưa? Thơm nhỉ. Đấy. Quay mạnh vào. Không, nướng dần, nướng dần. Nó chín đều mọi người ạ. Kìa nghe. Ui, đói lắm mẹ lại chín chưa anh? Ui, ngon. Nào, dọn. Chỗ ăn nhỉ? Gửi đây này, tao bảo ăn này. Ui, nào. Ui, trời. Đây. Wow. Ui, có chăn chiếu ra. À, không có chiếu, có chăn gối ra. Ngon đấy. Ui, đấy. Nói chung là trời đã bắt đầu về đêm rồi, thế nên là cũng phải trú ẩn vào đây dần dần mọi người ạ. Cũng phải, ây, nóng quá. Ngoài kia là con muỗi ấy, con muỗi bay ấy. Trong này cũng có nhưng mà không có mấy đâu, tại vì sạch mà. Phóng ra. Ây da. Ui. Ngon nhé. Ui là, đây. Không biết tối nay mọi người có nhìn rõ không nhưng mà siêu vàng luôn. Ui, đam mê chưa? Phê chưa? Đấy, đây đâu. Nào. Đây. Thế này. Đây, vứt tay. Thế này. Không chèo được. Đây. Vứt tay đấy. Thế này. Thôi. Từ từ đây. Một lúc nữa hỏng mâm ấy. À đâu? Đấy, đấy, thế này xong thế này. Sao phê thế nhỉ? Mới rưỡi á. Ngọc quần á. Ui mọi người. Ừ. Ủa ngon. Ăn đam đấy. Kiểu ngon rồi. Ngon thư. Ngon lắm rồi ạ. Ừ, dạ sụn này. Sụn này. Ừ. Ui da. Đây. Ngon đấy. Ui, sụn này, sườn này. Mới đây gặp mọi người nhé. Ui ui. Sao? Ngon quá. Đang công sức của anh em mình đánh cua đấy. Tuyệt vời trên từng mm. Ăn thịt trước và xương sau. Ui, súp nó lọc cứng à. Ui. Ăn súp giống một cái nhau nè. Ui. Không anh ăn cho làm thịt rồi. Ui. Thơm nhỉ, thơm thịt ngọt nhỉ. Thơm thịt. Tuyệt vời không mặt trời luôn đấy. Ngon lắm mọi người ạ. Number one. Nhưng mà mỗi tội hơi làm xương, mày lấy thịt cả lấy. Ngày, anh em miếng tàn sụn không, không có thịt nè. Thịt nè. Thế thì mày lấy, đây là mày tại mày chứ. Ui. BBQ siêu Hàn Quốc. Đây đây, chỗ này làm thịt này. Có tự nhiên cạp không? Có. Đấy, cạp ở giữa thịt nhiều. Ui. Ngọt rồi. Cảm ơn nhá. Mà mày về đấy đổi mà không kiếm cái lon bia. Mấy giờ em muốn chạy nhanh nhưng không bao giờ. Mày ngu vậy. Ba ấy bảo cái này 250 là cái của mình của 200 rồi. Cái này á, 50. Hả? Xương. Cái này á, 50.
bến rồi mà. Mình xem được mấy lạng? Chỗ này được chán lợn rồi. Chỗ này được 1 cân à? Ông chỉ chắc được tầm 7-8 chục gì đấy. Đi đâu? Đi đâu? Đi đổi lại. Đi đâu? Mình mất thêm bao nhiêu cái nữa mà. Đi đi. Nhưng mà đi đi. Xong rồi tí tao đấy đâu. Về thông báo trước đi đã. À không. Không đi. Mày đi đớp mình á? Anh bố bẩn đấy. Anh không áo ừ, ấy hôm nay rồi. Rửa tay nữa hả? Đây này, anh lau sạch rồi đây này. Bẩn. Đấy. Bố sạch rồi. Là ngon nhất. Ôi dồi ôi. Sụn là ngon. Sụn hả? Ngon này nè. Cái này ăn cắn dối đấy. Đi. Đẹo. Bẩn ấy. Bẩn lắm. Ăn bẩn vừa phải. Con mày ăn cái kiểu gì đấy? Không ăn được cái sụn cơm. Ngon này. Ai nhìn đi ăn ăn à? Nhìn như răng bò. Tôi xin cháu bác không lệch ra lệch vào để ăn cái được sụn à? Kì. Xin cháu bác không. Ba tuổi danh con đấy. Xin cháu bác không. Ngọt nhỉ. Quá ngon cho độ ngắn thon. Thế thì tối nó là quân sâu không? Thì tối em ăn mình lại đi đánh cua tiếp mang là bán nhỉ? Nhưng mà mai em phải đổi lại cơ. Hôm nay em phải đòi lại chỗ hôm nay nữa. Qua bà kia ăn gian. Hay bà ăn gian. Không, mày đừng có đấy cho bà đi. Mày tao lừa mày, mình sốt đấy. Nhưng mà chẳng có. Anh đi đổi muộn mấy bà kia bán hết rồi. Mày cứ bày ra đấy, ngồi một lúc mới có khách chứ. Chợ thì không có, thì người ta bán giá toàn giá cắt cổ. Ở ngoài đấy bán buồn như chó cắn đấy. Buồn cái gì? Ngồi, đợi này, bà mới chạy qua. Ê, bà đi cú, mà đi mua gì cú. Sao lại đi quay lại, đi qua đi, đi lại. Mày chả ai hỏi em mua. Mày không phải điêu. Sao anh phải chấm em cái bán thịt đấy? Mày mồm to nhất đấy, mà có thịt đâu mà bán. Bán gì ấy? Bán cua. Bà ấy chẳng bà mua đâu, mấy cái bà kia tần mua mày của mấy cứ, bà già ấy. Mày cứ bán lỡ cầm tiền chắc trong tay, xong đem về đây tao đi mua cho. Đây. Nhớ nhá. Thế mà anh chân bảy em đổi. Tao bảo đổi được cái gì, đổi nói chung thế này là được rồi. Đổi được những cái món ngon nhiều chứ, đây là sườn. Ấy. Ếch ương. Ếch ương cứt. Cóc. Không, tôi đi bắt cóc cũng được, hoặc là đi bắt ếch, nhiều ếch lắm. Cóc nhái, ngon đấy. Nhái bắt đầu đấy rồi. Mà bắt đầu, nói chung là ngoài này bắt đầu sẩm tối rồi. Anh em mình sẽ dùng bữa tối nhanh nhanh để bắt đầu đi. Ở ngoài kia còn có bịp nữa cơ. Mai anh em mình còn lựa chọn là bắt bịp hay là gì đấy nữa. Hay mai bắt bịp này. Đang kêu ấm ấm ngoài cơ. Anh mai em mình là đấy đi. Làm vẫn vậy đi. Bẫy bình bịch nướng siêu cay. Ngọt quá. Không. Nói chung là 5-6 hôm nay được mới được bữa thịt thế này nào. Ngon. Ngon. Ăn thêm mà có thêm lon bia này nữa. Tay xin nạc này anh này. Không, toàn xương nữa. Nhưng mà nói chung là gọn có thịt. Đổi bữa ăn hải sản lắm đạm, ăn thủy sản lắm đạm quá. Suốt ngày tép tôm. Cá.
chai chai. Cái món này lắm gì? Tây à? Tây là gì? Món này lắm canxi, ăn lắm. Lắm gì? Đạm gì? Chất dinh dưỡng. Kali. Lá màu á. Cầu trâu á. Chất dinh dưỡng. Ngon nhỉ. Anh em mình ăn lắm xương này. Để cái mình cũng gọi được. Thế mà chẳng quên không gọi cho chó nhỉ. Đúng sắp gì? Tối hẳn nhé. Đang định dọa nó. Đấy. Nhưng mà thôi. Bà Vương. Đấy, chết rồi. Ai mà lên, còn nó giật chó hết cái tuổi. Giật cái gì mà giật đấy. Đang định dọa là tí nó phát hiện. Bà Vương à, tí nữa em về ấy. Ờ, về đi, tao đố mới dám về luôn đấy. Cho anh ở một mình ấy. Tao đố mới dám về luôn đấy. Thì đố anh dám về đấy. Sao tao không dám về? Tối mà bắt đi qua bụi tre. Ôi dù. Rồi dù cái rèo rạc 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 ấy. Tao, bố mà không bắt được tao. Này, anh thử đi qua cái bụi tre ở trên cái đầu đồng nhá. Nó còn kẹt ra mà. Ỉa ra quần nếu mày đái. Ỉa ra quần. Đấy, thịt à. Ui, hơi không rõ lắm. Tại vì đấy, thằng Mao Định nó đã hết thịt rồi. Nhanh hết quá. Anh cảm thấy mất phần gì khác. Nướng xương, đến chút mục nướng xương chén. Mong ạ. Anh muốn. À, hãy đi đấy đi, đi bắt anh đi. Nữa, tối à, thì bắt. Không, bắt được rồi. Bắt rồi á. Từ từ phải à, bỏ than đi đã, không hết than tối còn nướng. Thế chập đi, tối để mồi thôi, mồi cái là lên. Đấy.